viên to để kết hợp thêm vào những cái quạt nước để cho nước ở bề mặt và tầng đáy trung hòa với nhau thì tôm cá nó không bị sốc nhiệt. Và ngoài ra cần phải che để chúng ta mặt ao bị cản trở ánh nắng, giảm bớt sốc nhiệt. Đồng thời là khi chúng ta quan sát cái màu nước Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nguồn vào luật và chính trực giác theo quy định. Đây là hai trong số nội dung được dư luận quan tâm trong dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thảo luận sáng nay. Lực lượng công an có mặt ở ba họp diễn ra vào buổi chiều thứ bảy chung của ngày lần này. Việt Nam có các điểm đến đầu tiên để xuất khẩu đến các nền kinh tế nào? Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ đồng thuận trong việc hạ nhập căng thẳng giữa hai bên tại khu vực biên giới. Hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung